Chào các bạn đến với Tarot Channel. Thì tiếp tục cái series gọi là tự học Tarot cùng TJ. Thì mình hôm nay mình sẽ làm video clip đầu tiên. Đó là về hai lá. Mình nghĩ là hai lá một video clip là vừa rồi. Mình sẽ bắt đầu ở hai lá. Thì hai lá này được gọi là hai lá trong bộ ấn chính. Thì đó là lá số 0 và lá số 1. Thì để bắt đầu cho cái buổi học hôm nay á, thì đầu tiên là mình vẫn đi theo trình tự ba bước như mọi khi, đó là các bạn hãy quan sát cái lá bài. Thì trước tiên á, thì việc mà mình quan sát lá bài thì mình cần lưu ý các bạn như sau. Thì đối với cái lá bài mà mình để ở đây á, thì giống như là chỉ là một cái lá bài mẫu để mình diễn tả lại cái cảm xúc của mình khi mình quan sát cái lá bài hoặc là cái cảm nhận của mình thôi ha. Còn đối với trường hợp của các bạn á, thì các bạn lên cái link Google Drive mà mình đã nói trong cái clip trước á, thì để các bạn tải cái hình đó hoặc là xem cái hình đó trực tiếp trên điện thoại và trên laptop các bạn. Sau khi mà quan sát tầm khoảng, mình nghĩ là khoảng 3 phút thôi, đừng lâu hơn. Tại vì thường mình nhìn một cái lá bài mà mình thấy những cái chi tiết á, mình không có so sánh mình với các bạn nha. Nhưng mà kiểu như là mình nghĩ một người mà khi mà họ nhìn như một lá bài á, họ nhìn càng lâu á, thì mình cảm giác lúc đó là cái sự gọi là tập trung của họ nó sẽ bị phân tán. Thành ra mình nghĩ trong tầm khoảng từ 1 đến 3 phút thôi là được rồi. Thì các bạn bị thu hút ở chi tiết nào thì các bạn nhìn và các bạn ghi luôn cái chi tiết đó vào trong cái cuốn sổ. Thì giống như hôm qua mình đã nói, cái cuốn sổ tập của bạn chia thành hai bên, hai cột. Một cột là chi tiết, một cột là nội dung. Thì trong 3 phút đầu đó các bạn cứ ghi vô chi tiết của mình, trong cái cột chi tiết là thấy chi tiết gì. Rồi sau đó đến cái bước thứ hai á, thì gọi là quan sát và trả lời á. Thì mấy bạn các bạn cứ ghi cái bước trả lời của cái ý cái trả lời của bạn vào từng cái chi tiết và trả lời từng câu một giúp mình. Rồi đến cái bước thứ ba là cái bước mà kiểm tra lại với cái phần thông tin mà mình cung cấp á. Thì cái đó gọi là cái phần gọi là thực hành và tự học của các bạn. Thì mình sẽ nói theo kiểu là bây giờ giống như là khoảng thời gian đầu á, cái phần mà gọi là bước 1 và bước 2 á, thì mình nghĩ là các bạn sẽ tự xét thời gian, tức là tự đặt thời gian cho các bạn để các bạn phù hợp để làm. Cái môi trường để làm á, thì tốt nhất là mình nghĩ là các bạn nên học vào khoảng thời gian gọi là các bạn thoải mái nhất, không có bị phân tán tư tưởng, không có bị cắt ngang hoặc là bị làm phiền bởi người khác. Còn về cái bước 1 và bước 2 như mình nói á, thì các bạn sẽ tự làm trước, rồi đến cái bước 3 thì các bạn sẽ xem với video clip của mình để gọi là check lại, kiểm tra lại ha. Thì mình sẽ quan sát trong khoảng thời gian mình nghĩ khoảng tầm 30 giây thôi. Mình sẽ nhìn thấy những cái chi tiết nào thì mình sẽ nói những cái chi tiết đó. Và mình sẽ đi luôn là hai lá, tất nhiên là mình đi lá đầu. Xong rồi mình sẽ đi luôn cái lá thứ hai liên tục trong cái video clip này, chứ mình không ngắt thành hai video clip nha các bạn. Thì mình sẽ bắt đầu là dành 30 giây đầu tiên hoặc là khoảng 1 phút đầu tiên để mình nhìn cái lá đều full. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu. Mình đã quan sát rồi, thì bây giờ cái câu đó, số 1, cái bước đầu tiên đó là mình quan sát mình sẽ thấy được gì trong cái khi mình để ý tới cái chi tiết gì trong cái lá bài được full này. Thì cái lá được full á, thì mình tạm dịch đó là chèn khờ hoặc là nèn khờ. Thì đối với cái lá đầu tiên này, khi mà mình để ý trước mặt mình nè, mình quan sát á, thì cái đầu tiên mà mình để ý là cái đầu. Mình không biết tại sao cảm giác của mình nó lại gọi là nhìn được cái đầu của cái nhân vật này thôi. Nhưng mà cái suy nghĩ đầu tiên của mình, chi tiết đầu tiên mình thấy là cái đầu của nhân vật. Hoặc là nếu là các bạn nhìn thì các bạn có thể nhìn được là nguyên cái nhân vật này ha. Cái thứ hai mình để ý tới đó là cái ánh mặt trời, những cái vòng xoáy của cái ánh mặt trời nè, nó xoáy vào trong. Cái thứ ba mình để ý đó là cái chân và con chó. Có nghĩa là mình thấy được khúc dưới đây, chỉ là nguyên khúc dưới đây thôi, chỉ có bao nhiêu đây nè bạn, chỉ có khoảng bao nhiêu đây thôi. Và cái chi tiết để coi, chi tiết một là khúc này, chi tiết hai là mặt trời, chi tiết thứ ba là mình thấy cái bàn chân của con chó, chi tiết thứ tư á là mình thấy cái bông hồng màu trắng. Ngoài ra mình không nhìn thêm nữa, bởi vì lúc đó là đầu tư tưởng của mình nó bị phân tán, mình chưa tập trung và mình cảm giác là mình sẽ bắt đầu đi nhìn những cái thứ xung quanh khác, thì mình ngừng ở đó.
sang mình sẽ chuyển sang bước thứ hai, đó là mình tại sao bị thua. Mình sẽ bắt đầu sẽ lần lượt trả lời từng cái câu hỏi giống như các bạn làm thôi, đó là tại sao mình bị thu hút bởi chi tiết này. Thứ nhất là đối với chi tiết thứ nhất đó là cái phần đầu ở đây nè, thì thật ra mình là một người đọc bài thuần theo cảm xúc, tức nghĩa là mình nhìn cảm xúc của nhân vật, cái nét mặt, cái biểu cảm của cái nhân vật trong lá bài để mình hiểu được cái cảm giác của nhân vật, hoặc là hiểu được cái cảm xúc, hoặc là hiểu được cái gọi là cái tâm thế của cái như là kiểu hiểu được cái cảm xúc được bên trong của nhân vật nó ra sao. Thành ra khi mà mình đọc bài mình hay nhìn vào những cái đó để mình hiểu. Thành ra khi mà mình nhìn vô lá này, thật sự cảm giác của mình không thích lá này lắm, bởi vì cái nó không cho mình cái cảm giác, bởi vì cái người này nè, cái nhân vật này bị vẽ bằng hình cái bóng. Mình có đọc trong cuốn sách đó rồi, thì cái nhân vật này, cái ngụ ý của tác giả vẽ hình cái bóng, tác giả mục đích vẽ của tác giả là vẽ hình cái bóng luôn, tức nghĩa là cái ý trong sách viết đó là tác giả vẽ hình như cái bóng như vậy nè, để thể hiện cho một cái sự trần trụi, và cái nhân vật này không có mặc đồ, bởi vì họ muốn nó làm ở đó mà là một cái sự khởi đầu, giống như là bạn vừa sinh ra, bạn giống như là em bé, nó trắng trơn, nó không có cái gì hết, và trong người nó không có phổi hết, tức nghĩa là bạn là số không, không có cái gì hết, bạn khởi điểm là số không mà không có gì hết, và bạn bắt đầu bằng tay trắng, nó giống giống như vậy, ý của tác giả là như vậy. Còn đối với mình đó, thì mình nghiêng về cái hướng đó là mình cảm giác không thấy được cảm xúc của nhân vật này, không thấy được, không hiểu nhiều, hoặc là mình chỉ cảm giác là mình chỉ nhìn vô được cái phần đầu, và mình cảm giác giống như là cái người này, nếu mà các bạn nhìn kỹ nha, nhìn kỹ cái phần đầu của nhân vật này, các bạn sẽ thấy họ hơi cúi xuống, hoặc là có một cái kiểu gì đó, cái gương mặt, cái phần trán của họ, hoặc cái ánh mắt của họ, mình không nói ánh mắt hay kiểu kiểu các bạn nhìn thấy được, nhưng mà kiểu giống như là các bạn cảm giác cái gương mặt này họ hơi cúi xuống, hoặc là có một cái cảm giác theo kiểu giống như là họ không suy nghĩ nhiều, là cái chi tiết thứ nhất mình cảm nhận. Cái chi tiết thứ hai mà mình thấy á, đó là mình sẽ cái bước hai là mình sẽ lồng vô ba cái câu hỏi, đó là tại sao mình bị thu hút bởi chi tiết đó, mình cảm nhận được cái gì, hoặc là mình nghĩ như thế nào khi mà mình nhìn lại cái chi tiết đó một lần nữa, mình sẽ làm luôn một lượt ha. Là cái thứ nhất là về cái chi tiết này. Cái chi tiết thứ hai như mình nói đó là cái ánh mặt trời nó sáng sáng sáng, thì thật ra mình không hiểu lắm tại sao mình lại nhìn vào đó, mình chỉ cảm giác giống như là nó giống như là một cái vòng tròn thôi miên, nó cứ hút mình vào và mình cảm giác nó cứ xoáy cuộn 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 vào trong vậy, và mình cảm giác giống như nó là một cái phần gọi là giống như là nguyên tắc của trong nguyên tắc của gọi là vẽ tranh hay nhiếp ảnh đó, thì thường là người ta chia ra bố cục 1/3 hoặc là bố cục xoắn ốc. Thì đối với những cái bố cục như vậy á, thì rất là dễ thu hút ánh nhìn, thì đúng là cái mình có nhìn thử mình chia ra thì đúng là cái chỗ đó là góc 1/3 các bạn, ở đây là 1/3, là góc này là góc 1/3 ngay cái mặt trời luôn, thành ra nó là cái bố cục theo kiểu hình xoắn ốc. Còn lý do vì sao mà mình cảm nhận mà mình hoặc là cho mình cái cảm xúc gì á, thì đối với mình á, cái ánh mặt trời này nó cho mình một cảm xúc là một cái gì đó nó giống như nó là ánh sáng, một cái gì đó nó giống như là một cái điểm điểm mà gọi là người ta hướng tới vậy á, thành ra mình nhìn rồi. Chi tiết thứ ba mà mình thấy ở đây là cái chân và con chó. Thì thật ra ban đầu mình không có nhìn cái phần cái chân đâu, mà mình nhìn cái phần màu xanh này nè các bạn, mình cảm giác nó giống như là một cái gai, một cái gì đó nhọn lên đâm lên vậy nè. Rồi con chó nó thấy cái gai đó, thì cái người này né cái gai đó, nghĩa là cái trí tưởng tượng mình nó hơi sai, chứ thật ra giống như trong bức tranh này thì đó là cái hàng cây phía xa xa chứ mình là cái gai nha các bạn. Rồi cái chi tiết cuối cùng mà mình thấy là cái bông hồng màu trắng, thì mình cảm giác nó là cái gì, tại sao mình nhìn, tại vì thiệt ra mình nhìn trong cái bức tranh này, ngoài cái vẹn tươi của nguyên cái bầu trời ra, thì đúng là chỉ có cái bông hồng màu trắng ở đây nó là cái riêng biệt rõ ràng nhất mà bạn có thể thấy được thông qua cái lá bài này. Tức nghĩa là nếu mình che lại hết gì, các bạn nhìn thấy chỉ có cái bông hồng này là nó có màu, một cái màu khác biệt hoàn toàn với những thứ còn lại. Thì đó là cái cảm giác hoặc là cái thứ mà mình nhìn được đầu tiên ở trong cái lá bài này. Còn cái bước thứ ba thì mình sẽ bắt đầu gọi là diễn giải về cái ý nghĩa và cái keyword của cái lá bài. Thì đối với mình, cái lá đầu full á, thì thường nó đại diện cho một sự khởi đầu mới, và cái chi tiết của sự khởi đầu mới đó ở đây nó là gì, nó là cái đối với mình nha, đối với cảm giác của mình, đó là cái bàn chân và cái con chó ở đây nó theo kiểu giống như là một cái bước chân để đi, là một. Thứ hai nữa là cái hình của cái người này trần trụi, giống như nãy mình diễn tả là họ mình thấy một cái đầu, một cái cảm giác để đi. Thì thật ra đối với mình á, để nói về cái từ khóa gọi là khởi đầu mới á, mà dùng hai cái hình ảnh đó thì nó chưa khớp lắm đâu, mà là phải nhìn luôn nguyên một cái hình này và cái số không của cái lá bài này. Thì
theo những cái gì mà mình tìm hiểu trên sách vở hoặc là kiến thức từ trước đây hoặc là mình đọc bài á, thì lá lá đầu full, lá số 0 thường nó đại diện cho một cái sự khởi đầu mới, một cái bắt đầu. Và số 0 nó nằm ở một cái vị trí rất là đặc biệt, có nghĩa là không dương không âm, nó nằm ngay chính giữa và nó không có cái gì hết. Mọi thứ đều bắt đầu từ số 0 và khi kết thúc thì mọi thứ cũng trở về với số 0. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Còn mình sẽ không giải theo kiểu như lá bài này nó trong tình cảm nó là cái gì, trong công việc nó là gì, mình sẽ không giải theo kiểu đó nha các bạn. Mình để các bạn hiểu về chi tiết và hiểu về từ khóa trước. Còn đối với những cái dạng như vậy thì mình sẽ để nó tới sau nữa. Phía sau nữa khi làm việc vào và câu hỏi trực tiếp với mình giải bài các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Còn đối với cái chi những cái chi tiết mình thấy nó sẽ liên kết với cái keyword như thế nào. Đầu tiên đối với chi tiết là cái đầu người và cái cảm xúc, cái biểu cảm của nhân vật này, thì như mình nói lúc đầu với các bạn, cái thứ mình thấy đầu tiên trong cái cảm trong cái đầu này đó là một cái sự mơ hồ. Mình cảm giác là mình không thấy được cảm xúc của người này, tức nghĩa là không có cảm xúc hoặc là cảm xúc nó không rõ ràng hoặc là nó bị rối, tức nghĩa là trong cái đầu người này nó không có sự chắc chắn. Thì nó cũng giống như cái một cái từ khóa trong lá The Fool đó là gì, đó là một cái chuyến hành trình, một cái chuyến phiêu lưu có rủi ro trong đó, có hên xui may rủi trong đó. Và chính bản thân của cái người trong cái cuộc phiêu lưu đó họ cũng không thể biết được cái chuyến phiêu lưu này sẽ đi đến đâu. Nó giống như cái hình này vậy các bạn, thì cái cô gái này họ đi thôi chứ họ cũng không biết họ đi đến đâu đâu. Thì đó là cái từ khóa đầu tiên, đó là một cái sự không chắc chắn, một cái chuyến phiêu lưu, một cái gì đó nó mơ hồ, cái suy nghĩ của người này không hề có một cái gì đó nó mang tính chắc ăn. Thì đó là cái từ khóa đầu tiên, là sự chắc chắn hoặc là những cái mang tính gọi là mơ hồ, không ổn định, không không cố định. Cái thứ hai, cái hình mình thấy là hình mặt trời xoắn ốc. Thì thật sự giống như nãy mình nói, cái thứ mình thấy đó là xoắn 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 vào, nó cho mình một cái điểm thu hút hoặc là một cái nó nằm ở một cái góc 1/3, tức nghĩa là cái nó tạo một cái điểm nhấn mang tính thu hút. Và cái thứ mình thấy là cái vòng xoắn cái mặt trời chứ không phải là cái mặt trời, thì mình cảm giác đó là một cái gì đó nó mang tính giống như thôi miên các bạn. Mình cảm giác nó giống như là một cái gì đó nó thu hút mình và nó khiến cho mình muốn đi theo, và nó tạo cho mình một cái cảm giác giống như là cứ đi theo đi, cứ làm lại đi, cứ thử đi. Nó cho mình những cái tiếng nói như vậy. Thì mình cảm giác là nếu mà gắn với lá keyword của lá được full nó, thì nó sẽ mang nghĩa đó là một cái mình cảm giác giống như là đó là một cái sự thôi thúc từ bên trong hoặc là một sự thôi thúc nào đó từ bên ngoài, tức nghĩa là nó thể hiện một cái sức hút nào đó hoặc là một cái gì đó kỳ vọng. Hoặc là giống như nếu mà bạn nghĩ ánh mặt trời nó là một cái gì đó, nó là một cái vầng sáng, một cái sự sáng chói, một cái tâm điểm giống như nãy mình nói, thì nó là thứ mà các bạn đang tin theo, các bạn đi theo, tức nghĩa là nó có thể nhân quá, mình có thể nói là ẩn dụ nó lên, nó giống như là một cái niềm tin hoặc là một cái sự chỉ đường dẫn lối, một cái điểm sáng trong một cái gì đó tối tăm, tức nghĩa là bạn cái bóng này là cái tối, còn bạn cái ánh sáng này là cái mặt trời, là cái thứ sáng sủa mà bạn muốn đi tới, mặc dù bạn không biết cái thứ sáng sủa đó nó dành cho bạn hay không dành cho bạn. Thì đó là cái thứ mà mình thấy. Thì cái kỳ quật thứ hai đó là một cái hướng đi, một cái niềm tin, một cái gì đó nó liên quan đến gọi là một cái gì đó sáng sủa hoặc là một cái gì đó nó mới mẻ. Thì đó là cái kỳ quật thứ hai. Cái kỳ quật thứ cái từ cái chi tiết thứ ba thì mình thấy đó là cái chi tiết là cái chân và con chó. Thì như mình nói, cái thứ mình để ý là cái màu xanh ở chính giữa chứ không hẳn là hai cái này. Thành ra mình cái do hồi nãy như mình diễn tả, mình cảm giác nó giống như cái gai gì đó. Thì như hồi mình giải thích ở cái chi tiết số 1 á, là cái cuộc hành trình, cái cuộc phiêu lưu của lá đậu phua này nè, nó không hề có một cái dấu hiệu nào đó mang tính gọi là thành công hay là thất bại, nó bao hàm cả ý rủi ro lẫn là may mắn. Thì mình cảm giác cái gai này nó giống như là một cái gì đó nó mang tính gọi là cảnh báo. Cảnh báo ở đây tức nghĩa là bạn có thể dẫm gai trên cái đoạn đường bạn đi. Thì mình tức nghĩa là nó hơi nghe nó hơi tiêu cực, tức nghĩa là không ai mà đi dẫm gai hoặc là xui lắm mới dẫm chứ không phải tự nhiên mà dẫm. Thì ở trong cái keyword của lá được full nó có một cái hình ảnh nó ẩn dụ của con chó, tức nghĩa là gì, nó dùng từ là con chó chính là cái người bạn đồng hành, là một cái trực giác của con người hoặc là một cái kiểu giống như là một cái lời cảnh báo, một cái dấu hiệu mà con chó đó nó sẽ cảnh báo cái cô gái này đi đến cái triền đồi ở đây, tức nghĩa là đây là một cái triền đồi, một cái đường cụt. Thì nếu cô gái đi tiếp nữa cô gái sẽ lọt xuống dưới hoặc là gặp rủi ro gì đó. Thì cái thứ mình thấy ở đây nó không phải là con chó, nhưng mình thấy cái gai. Thì nếu mà bạn liên kết hai cái ý đó lại với nhau á, thì bạn cũng sẽ cảm giác giống như à, cái thứ mình thấy đó là cái rủi ro. Thì đúng nghĩa với cái lá số 0, tức nghĩa là mình nói rồi, số 0 nó không mang tính dương, nó cũng không mang tính âm, nó là cái lá này, cái số nằm ở chính giữa. Thì nó giống như cái cuộc hành trình này nó mới vừa khởi đầu. Thiệt ra trong bất kỳ cái gì hết, dù chuyện tình cảm, chuyện công việc, khi mà bạn mới bắt đầu, bạn không bao giờ biết chuyện tình yêu đó có đẹp hay không, công việc nó có tốt hay không, hay là cuộc sống bạn sắp tới nó có tốt hay không, bạn không thể nào biết được. Thì đó là cái keyword của từ của số 3, đó là những cái gì gọi là kiểu giống như là nguy hiểm, rủi ro,
may mắn hoặc là những cái gì nó mang tính gọi là sự cảnh báo, đó là từ là cảnh báo về những cái gì đó không chắc chắn, giống như cái từ số 1 nãy, cái chi tiết của từ của số 1 mình thấy ở đây là cái bóng mờ mờ đó, là cái thứ mình thấy ở đây, thì bạn có thể liên kết được những cái keyword ở lại. Cái chi tiết cuối cùng mình thấy đây là cái bông hồng màu trắng. Thì thật ra đối với mình á, cái chi tiết này bản chất mình không cảm nhận được gì trong cái chi tiết này hết. Nói thật là mình không cảm nhận được gì hết. Mình chỉ cảm nhận đó là nó giống như là cái tâm mình dò cảm nhận á, cái thứ duy nhất mà mình có thể hiểu được hoặc mình có thể cảm nhận được đó là cái bông hồng nó giống như một cái tâm, một cái thứ gì đó nó sáng, giống như là cái linh hồn hoặc là cái nội tâm bên trong của bạn, hoặc là một cái giống như là một cái mong ước mà mình cảm giác giống như là nó hy vọng nó còn lại trong bạn. Mình không biết cái lá de full này nó nằm trong trải bài như thế nào. Thường á, một cái lá de full xuất hiện là nó xuất hiện có trong hai trường hợp: một là bạn đang trong một cái môi trường tệ, bạn muốn đi tìm một cái gì đó mới và bạn có một cái hy vọng và cái mới đó, thì đó là cái bông hồng này. Hai là trong một cái tình huống đó là bạn muốn một cái sự xáo trộn, bạn bị xáo trộn hoặc là bạn bị một cái gì đó nó dẫn đến xáo trộn cuộc sống của bạn, và bạn kỳ vọng bạn thoát ra được cái xáo trộn đó, hoặc là cái xáo trộn đó nó đang ăn nhập vào cái tâm trí của các bạn, nó làm cho cái bông hồng này nó chuyển màu. Thì đó là cái thứ mà mình có thể liên kết hoặc là mình liên đới tới được. Còn nếu mà theo cái cuốn sách nó viết á, thì cái bông hồng màu trắng á, thì nó có nghĩa là sự thanh khiết, sự thuần khiết, sự tinh túy, hoặc là những cái gì nó mang tính gọi là minh và sạch sẽ. Thì mình cảm giác đó, nếu mà nói về cái những cái từ khóa đó, nó không gắn lắm với cái cảm nhận của mình. Còn cái thứ mà mình cảm nhận đó là cái người cái lá vàng khờ nàng khờ, lá đờ phu này, người này họ đi trong một cái cuộc hành trình, cái thứ duy nhất mà họ có là niềm tin, là hy vọng, ngoài ra họ không có một cái gì hết. Nếu bạn nhìn này thì họ có một cái gọi là, người ta gọi là cái ba lô, mà không, mình không gọi là ba lô được, tất nhiên là nó mà là một cái túi du mục đi, mà nó chỉ có bao nhiêu đây, mình nói thẳng các bạn là không thể đựng được cái gì hết, vậy lắm là quần áo hoặc là một vài mẫu bánh. Có nghĩa là mình nghĩ một cách đơn thuần đó là họ chỉ có một cái hành trang rất là đơn sơ và họ không có cái gì hết, và họ đi một cái đoạn đường mà cái thứ duy nhất mà trang bị cho họ đó là một cái hy vọng, một cái niềm tin. Và cái hy vọng, cái niềm tin này nó chưa bị vấy bẩn, chưa chưa bị một cái gì đó nó tác động vào. Tức nghĩa là dù người ta có nói xui nói ngược, người ta có nói gì nói kia đi nữa, thì chính cái nhân vật ở trong cái lá đờ phương này họ vẫn đi thôi. Vấn đề nằm chỗ là họ đi vì cái gì, họ đi vì niềm tin, tin là cái gì, tin vào cái mặt trời, tức nghĩa là tin vào một cái hướng gì đó nó tốt đẹp hơn, nó khác biệt hơn, nó khác với cái cũ. Cái cũ đây là cái bóng này, cái thực sự tối tăm của cái lá này. Ngoài ra họ không có cái gì hết để chắc ăn về cái lựa chọn này. Thì nếu mà nói về những cái keyword, những cái thứ mà mình thấy về cái lá được full đó, thì mình nghĩ bao nhiêu đó từ khóa và bao nhiêu đó cái diễn tả, thì mình nghĩ nó cũng tương đối bao hàm được cái từ khóa của lá được full rồi. Thường hãy nhớ đến được full là nhớ đến hành trình, nhớ đến sự bắt đầu trong những cái gì đó mới, nhớ đến một cái sự liều lĩnh, một cái gì đó nó mang tính gọi là phiêu lưu, bạn chỉ cần nhớ sơ sơ vậy là được. Mình sẽ chuyển sang lá thứ hai, đó là lá magician, thì mình cũng sẽ dành một khoảng 30 giây để mình nhìn thử mình sẽ thấy cái gì, mình chú ý cái gì. Đối với mình á, khi mà mình nhìn lá magician mà cảm nhận của mình thấy những chi tiết gì, thì đầu tiên mình sẽ liệt ra những cái chi đó trước, chi tiết đó trước ha. Thì về chi tiết đó, cái thứ mình thấy đầu tiên đó là cái lớn đốm lửa trên cái tay của cái vị magician này, tức là vị pháp sư này, cái đốm lửa ở đây. Cái thứ hai mà mình thấy là cái cây gậy hoặc là cái trượng hay là cái gì đó mà lúc mà mình suy nghĩ trong đầu nó giống như cái muỗng. Cái thứ ba mà mình thấy á, đó là cái màu tím ở đây, cái vòng màu tím ở đây, chứ mình không nhìn ra được cái con rắn, tức là mình chỉ nhìn được có nửa lá bài thôi. Cái thứ tư mình thấy đó là cái gậy và cái đồng tiền ở đây, chứ mình không thể thấy, không hẳn là mình không nhìn thấy, nhưng mình bỏ qua cái chi tiết là cái kiếm và cái cốc. Thì mình có để ý một chút xíu đến cái màu đỏ của cái lá bài, nhưng mà mình sẽ nói cái phần đó sau. Về cái từ khóa của về những cái thứ mà mình cảm nhận về cái lá Magician, đầu tiên đó là về cảm xúc và cảm giác của mình.
thì đối với mình cái đốm lửa hoặc là cái gì sáng sáng ở chỗ này, mình cảm giác nó là một cái thứ mà rất là thu hút, có nghĩa là mình cảm giác nó sáng bừng lên chỗ này ngay trước mặt của cái nhân vật này luôn, thì mình cảm giác nó giống như là một cái gì nó thu hút cái ánh nhìn của người này, nó khiến cho người này chú tâm và tập trung vào cái điểm sáng đó, là cái thứ mà họ đem chú tâm đến. Cái thứ hai đó là cái thứ này là do họ 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 chơi đùa trên tay họ và như thế nào đó, tất nhiên là nó ngay cái tay của họ luôn, họ có thể kiểm soát hoặc làm nó. Cái chi tiết thứ hai là cái đũa hay là cái muỗng hay là cái cây gậy gì đó ở đây, thì mình cảm giác là mục đích của nó cầm để làm cái gì, tất nhiên là mình vẫn cảm giác không biết là làm cầm cái đó để làm cái gì, hoặc là mục đích của nó là ra sao, tại sao lại cầm nó, rồi tại sao phải cầm, tức nghĩa là như vậy. Rồi cái thứ ba là mình thấy cái vòng màu tím ở đây, thì mình cảm giác có một cái sự khác biệt nào đó giữa nguyên một cái tổng thể này, tức nghĩa là tự nhiên đây có nguyên một cái vòng màu tím nhìn vòng ở đây chi, và mình cảm giác giống như là nó là cái gì, nó mình cảm giác nó giống như là một cái sự gọi là can thiệp hoặc là một cái gì đó nó lấn nó cấn, tức nghĩa là mình cảm giác vô là nhìn vô mình cảm giác không thích cái vòng tròn đó. Cái cuối cùng mình thấy là cái chi tiết gọi là cái cây gậy này tới cái đồng tiền, thì mình cảm giác cái cây gậy thôi tự nhiên đây có một màu tím, xong cái tự nhiên cái đồng tiền nằm trên đây, tự nhiên xong nguyên mấy cái này nó nằm trên nguyên cái áo này, tức nghĩa là suy nghĩ của mình nó là như vậy. Về cái diễn tả cái ý nghĩa hoặc là những cái gì mà mình cảm nhận về cái lá bài này á, thì magician theo nghĩa gốc á, magician đó là một người rất là tài giỏi và họ nắm được tất cả những cái yếu tố như là đại cấp kiếm tiền ở đây trong trong họ, và họ đại diện cho những cái gì nó mang tính gọi là ý thức, nhận thức hoặc những cái gì nó liên quan đến gọi là khả năng của con người, mang tính lý tính đó, lý trí đồ thực tế thực tiễn nha các bạn. Còn để mà diễn tả về từ khóa mà theo cái cách mình cảm nhận á, thì đối với mình cái đốm lửa này nè, nó giống như là một cái gì đó gọi là năng lực hoặc là khả năng của họ, tức nghĩa là họ có thể sử dụng một cái gì đó và có thể chơi đùa với nó, hoặc là có thể làm vào nó, làm cái gì đó với nó, tức nghĩa là mình cảm giác là người này là họ có năng lực, hoặc là họ có thể là có một cái tài lẻ, một cái đặc trưng nào đó mà họ biết về bản thân họ, tức nghĩa là họ hiểu về con người của họ, họ biết họ có cái gì trong tay và họ có cái gì, họ có thể làm được gì với nó. Thì cái ý này nó giống với một cái ý của lá magician, đó là một người master về nắm được bốn cái yếu tố, tức nghĩa là họ biết được trong tay họ có được cái gì, họ có những thứ gì, họ làm được gì và họ tập trung vào cái gì. Tại vì lá magician là một người giỏi suy nghĩ, rất là giỏi giỏi phân tích, rất là lanh lẹ, rất là uyển chuyển, rất là linh hoạt, và họ họ là người lý tính, tức nghĩa là một người nhìn vào những cái gì thực tế lắm, họ thực tế lắm, họ không phải là kiểu người cảm tính đâu. Cái thứ nhất. Cái thứ hai mình thấy là cái chi tiết cái cây gậy màu đỏ hoặc là cái mũ hay cái gì đó ở đây, thì thật sự mình cảm giác nó là những cái ẩn đi, mình cảm giác nó là những cái chìm, tức nghĩa là nếu bạn nhìn cái đốm lửa này là cái thứ phát sáng, thì cái phần cái cây gậy cái mũ này nó là một cái thứ chìm vào chung với nguyên cái màu đỏ này, giống như nãy mình có đề cập, mình cảm giác nó bị lẫn vô, nó bị khuất đi mà họ quên đi, họ không nhìn thấy, tức nghĩa là họ chỉ nhìn thấy cái đốm lửa màu, màu sáng này ở đây thôi, nó sáng hơn nguyên cái màu vàng luôn các bạn, tại vì nó là màu trắng vàng nên nó sẽ sáng hơn, nó sẽ khác biệt hơn. Thì trong cái từ khóa hoặc là trong cái sự mô tả của tác giả về cái lá magician á, thì tác giả có nói đó là cái lá này nó thường đại diện nó, hoặc là nó thường nhắc chúng ta phải tìm hiểu về những cái điểm mạnh của một người và cố gắng phát huy tối đa năng lực của bản thân, và cố gắng tìm những cái gọi là cái talent, ở trong đó nó dùng từ talent hoặc là những cái gọi là potential, tức nghĩa là những cái tài năng, những cái năng lực hoặc là những cái gì gọi là năng lực tiềm ẩn hoặc là những cái khả năng. Thì mình cảm giác cái phần mà bị chìm vào này, mình cảm giác đó là những cái thứ mà người nào không nhận ra hoặc là chưa nhận ra về bản thân họ hoặc là chưa ý thức ra được, thì mình cảm giác nó cũng khớp khớp với cái ý đó, tức nghĩa là mình cảm giác là à con người thì không ai có thể nhìn ra hết được năng lực của bản thân hoặc là không phát huy được, tức nghĩa là cái nào họ giỏi thì họ nhìn thấy đầu tiên, còn cái nào họ không giỏi thì họ sẽ thường che đậy nó lại hoặc là chưa đụng đến hoặc là ngại đụng đến. Thì đó là cái từ khóa thứ hai. Cái ý thứ hai mình thấy cái vòng màu tím tím này có nghĩa là gì. Cái chi tiết thứ ba thì theo sách đó nha, thì cái chi tiết thứ ba này là con rắn, thì nó có ý nghĩa đó là một cái sự gọi là con rắn nó cắn cái đuôi của nó hoặc nó đang ăn cái đuôi của nó có ý nghĩa đó là một cái sự lặp lại, một cái vòng tròn, một cái chu trình, một cái cycle mà trong cuộc đời ai cũng gặp qua, tất nhiên là một cái sự tuần hoàn của năng lượng, có rồi mất, có rồi mất, có rồi mất, sinh rồi chết, hoặc là biến đổi từ cái này qua cái khác, nhưng nó sẽ bảo toàn. Còn đối với mình cái vòng tròn này mình cảm giác nó, tại vì mình thấy là mình thấy nửa cái vòng màu tím, mình không thấy con rắn,
thành ra mình cảm giác cái vòng màu tím này nó là một cái gì đó nó giới hạn lại cái người này. Tức là bạn nhìn thử thì bạn sẽ thấy nguyên cái phần nửa trên của người này nó nằm trong cái vòng tròn, thì mình cảm giác là cái vòng tròn nó giống như là một cái vòng giới hạn, một cái vòng tròn xung quanh này là bạn, nó bao cái người này lại và họ đang nằm ở trong một cái giới hạn, một cái vùng nào đó của họ, và mình cảm giác là họ chỉ xung quanh có bao nhiêu đó, họ không thấy những thứ gì khác, hoặc là họ bị bao bọc, bị giới hạn trong cái vòng màu tím đó. Và cái thứ này là cái thứ mà họ biết luôn, tức nghĩa là họ biết luôn là họ nằm ở trong cái giới hạn đó. Vấn đề nằm ở chỗ là họ tại sao họ không bước ra, hoặc là họ tại sao họ chưa làm hành động gì là cái mình thấy. Ngoài ra nữa là cái cảm giác của mình về cái vòng tròn này, mình cảm giác giống như là đôi khi nó mang tính gọi là lặp lại. Mình cảm giác giống như là cái vòng tròn nó là một cái sự lẩn quẩn thì mình chỉ có cái nghĩa là những cái ý đó thôi. Thì nếu mà mình những cái ý nghĩ đó thì nó sẽ khớp với gì, với cái sự gọi là lặp lại chu trình quy trình là cái mình thấy. Cái chi tiết thứ tư là cái chi tiết cuối cùng đó là cái cây gậy này nha bạn, không phải cái kiếm này nha, và cái đồng tiền. Thì thật sự mà mình lúc mà mình nhìn vô mình suy nghĩ vậy, mình đã tự in chữ bốn cái này lên trên cái áo, tức nghĩa là mình cảm giác luôn bốn cái này nó là cái thứ nổi, một cái gì đó nó nổi bật ở ngoài chứ không phải nó in lên trong trên cái áo này. Còn trong ngụ ý của tác giả viết ở trong sách đó là tác giả nó là cái áo toàn này, nó in hình bốn cái yếu tố này lên, bởi vì người này sở hữu được bốn cái yếu tố này trong người nên họ mới có cái phép thuật hoặc là một cái năng lực như thế này. Còn mình thì mình từ lúc mình mua quà này về cho đến bây giờ mình sử dụng, mình luôn cảm giác bốn cái chi tiết này không có liên quan gì tới người này hết, tức nghĩa là mình cảm giác không có ai in đi cái hình bốn này lên đó. Mình cảm giác là một cái thứ nổi, mình bạn cảm giác như là cái người này khoác áo choàng màu đỏ thuần tí và bốn cái này nó nằm ở bên ngoài cái áo choàng, và cái thứ mình nhìn là cái cây gậy và cái đồng tiền. Thì thực sự mình cảm giác nó là giống như là những cái biểu tượng, những cái gì đó mà nó mang tính gọi là giống như là cây gậy á, thì cây gậy với đồng tiền nó cho mình cảm giác giống như là cái cần câu cơm là cái đồng tiền. Tất nhiên là những cái nó cái suy nghĩ của mình là hai cái chi tiết đó là gì, suy nghĩ của mình đó là gì à, cái cây gậy này với cái đồng tiền nó mục đích đó là gì, ý nghĩa là gì, rồi sử dụng nó làm sao, rồi mình làm gì với nó bây giờ. Thì nếu mà nghĩ theo cái hướng đó nha, thì thực chất á, cái ý đó nó sẽ gắn với cái ý trong cái lá manifestation này, đó là gì, là làm sao để tối ưu được, làm sao để biến những thứ mà mình chưa có thành có thể. Thì nó giống nếu mà bạn nghĩ giống như kiểu của mình, tức như là những cái chi tiết này nó không có liên quan đến cái nhân vật này, thì nó giống như cái ý mà một người cần phải tối ưu hóa hoặc là làm cho nó sáng lên, hoặc là làm cho những cái gì mà mình chưa thể tối đa hoặc là giỏi nhất biến thành những cái của mình, hoặc là học hỏi từ người khác. Thì cái bốn cái yếu tố này mặc định ở trong cái hướng dạy của người ta nói là những nhân vật này nó đã master, nó đã có sẵn rồi. Còn mình thì mình lại nghĩ theo kiểu là để giỏi được như cái người này thì trước khi họ giỏi được như vậy họ cũng phải học, họ cũng phải bắt đầu từ số không, tức là từ full, họ bắt đầu họ mới có một cái thứ gì đó, từ từ có một thứ gì đó họ chuyển lên thành hai thứ gì đó, ba thứ gì đó, bốn thứ gì đó. Thì mình cảm giác cái thứ đầu tiên là cây gậy và đồng tiền là những thứ mà người này phải tìm cách để học hỏi mới có được, thì nó có thể là đại diện cho cái khả năng học hỏi hay là một cái thứ gì đó đây gì đó ở đây. Thì mình thấy được bốn chi tiết như vậy. Còn cái áo tròn màu đỏ hoặc là cái màu đỏ mà mình thấy các bạn thấy á, thì thật sự cái thứ đó, đó ở trong cái bộ bài á, ở trong cái cuốn sách hướng dẫn á, nó có ghi là cái màu đỏ đó nó tượng trưng cho quyền lực hoặc là sự kiểm soát, thì mình nghĩ là cũng hợp, tức nghĩa là người ta thường nói màu đỏ là màu của hoàng gia, hoặc là màu vàng nha các bạn, nó đại diện cho hoàng gia hoặc là quyền lực, thì mình thấy nó cũng khớp. Còn riêng đối với mình cái màu đỏ này nó giống như là một cái sự, đối với mình cái màu đỏ thường thường nó thiệt là ngày xưa mình không thích màu đỏ, còn bây giờ mình nghĩ màu đỏ nó là một cái gì đó nó mang tính tích cực, mà nó theo kiểu là màu đỏ thường thường là những người tự tin hoặc là những người hợp cái màu đỏ họ mới mặc, chứ nếu mà màu đỏ mà một người bình thường họ sẽ không thích, bởi vì nó quá lộn nổi, nó quá chói lóa. Thì mình cảm giác cái ý đó, cái đây là cái từ khóa mà mình thấy nha, hoặc là mình thường sử dụng với những bạn mà kéo được lá magician để mô tả về một người á, thì mình nói là cái màu đỏ thường, hoặc là những bạn kéo được lá magician thường là những người tự tin hoặc là hiểu bản thân họ có cái gì, họ muốn cái gì và họ biết được vị thế của mình ra sao. Mình dựa vào cái từ màu đỏ này hoặc là cái màu vàng ở trong cái bài, bởi vì mình cảm giác giống như là những người magician là những người mà họ là những người khôn ngoan và họ biết được cái giá trị của họ. Thì cái màu đỏ này nó giống như cái mình nói đó, là những cái gì nó liên quan đến gọi là quyền lực, liên quan đến gọi là cái gì nó tích cực, liên quan tới cái gì nó mang tính gọi là tự tin. Thì nếu mà ghép những cái từ đó lại với nhau thì nó có thể liên đới đến cái việc đó là bạn hiểu được, bạn biết được bạn có cái gì, bạn muốn cái gì. Thì đó là những cái suy nghĩ của mình về hai cái lá bài đầu tiên này.
thì mình hy vọng á, là các bạn có gọi là cũng hiểu được cái ngụ ý hoặc là cái điều mà mình chia sẻ. Còn nếu mà trong cái video clip này mà các bạn còn thấy giống như là nó có những cái gì nó mắc nó không rõ, hoặc là các bạn chưa hiểu cách mình hướng hướng cho các bạn, thì các bạn có thể để lại bình luận góp ý cho mình để mình làm cho nó phù hợp hơn. Bởi vì mình cũng đã chia sẻ trong video clip trước đó là mình không chắc là cái gọi là cái tâm sự, cái chia sẻ như thế này nó sẽ gọi là trực quan đối với các bạn. Thì trước kia thì khi mà mình hướng dẫn một cái nhóm nhỏ vài bạn á, thì mình cũng yêu cầu các bạn gọi là diễn tả lại cái chi tiết đó cho mình ra làm sao, các bạn thấy cái gì, rồi mình thấy cái gì. Nhưng mà đó là trao đổi giữa hai ba người với nhau. Thì khi mà bạn A trao đổi, bạn A nói về cái ý của họ, bạn B nói về cái ý của họ, thì cả A và B sẽ đều cùng nghe được và cùng hiểu được cái người A họ nhìn ở góc độ này, người B nhìn ở góc độ kia, và người C tức nghĩa là mình nhìn thấy một góc độ khác. Sau đó mình sẽ giải lại nguyên cái lá này toàn bộ lại từ đầu, giống như là lá này có nghĩa tổng quan là gì, rồi khi mà chi tiết nào nó gắn với từ khóa nào, đó là như vậy. Thì ở đây mình cũng đang cố gắng làm theo cái mô típ đó, nhưng mà bởi vì nó thiếu đi cái tính trực quan tương tác giữa mình với bạn, nên giữa giữa mình và các bạn đang ngồi xem á, thì mình chỉ muốn gọi là hỏi ý của các bạn cái thật sự cái mức độ tiếp thu hoặc là cái mức độ mà các bạn cảm nhận được cái lá bài nó đến chừng mực nào, thì mình nhờ các bạn phản hồi lại giúp mình ở dưới phần comment hoặc là inbox cho vào bài Facebook giúp mình để mình cải thiện lại ở những cái video tiếp sau. Thì đây giống như là một cái clip mà mình gọi là mình thử, mình trải nghiệm với các bạn. Thì hy vọng các bạn đón nhận video clip này, và mình sẽ đăng cái video clip là dự báo tổng quan tuần 1 tháng 7 vào tầm khoảng cuối tuần này, có thể thứ sáu hoặc thứ bảy. Thì hy vọng các bạn là sẽ đón xem và ủng hộ.